Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2023, kênh cập nhật giá thanh long tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Hiện tại thì giá thanh long đã có phần giảm nhẹ so với những ngày trước đó, tuy nhiên giá vẫn đang nằm ở mức tốt thì kênh cũng cập nhật để các bà con mình tham khảo. Hiện tại ở khu vực miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 dao động từ 31 cho tới 33.000 đồng. Loại 2 là từ 26 cho tới 28.000 đồng. Loại 3 là từ 17 cho tới 19.000 đồng. Loại 4 là từ 11 cho tới 12.000 đồng. Thanh long ruột trắng hàng đẹp từ 18 cho tới 20.000, hàng sàn từ 15 cho tới 17.000 đồng nha bà con. Thanh long ruột trắng ở Bình Thuận, bò đẹp là 22.000, 21.000 và 20.000. Bò sàn là 20.000, 19.000 và 18.000. Thanh long ruột đỏ ở Bình Thuận giá cũng không có biến động, tuy nhiên so với khu vực miền Tây thì có hơi thấp hơn chút xíu. Loại 1 từ 29 cho tới 30.000 đồng, loại 2 là từ 24 cho tới 26.000 đồng và loại 3 là từ 19 cho tới 20.000 đồng. Giá kênh cập nhật là giá bán tại vựa nha bà con. Tùy theo lái, tùy theo mức độ ăn hàng ở mỗi địa phương mà giá sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận để trao đổi thêm. Xin cảm ơn và kính chào.